tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ tô Dojemi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng Dojemi. Bây giờ mình sẽ tô nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng chó băng giá. Bây giờ mình sẽ tô nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng chó biết đi. Bây giờ mình sẽ tô nha mọi người. Đầu tiên là mình tô mắt nhé. Mình tô quần vàng nha mọi người. Mọi người mình tô quần vàng nha. Bây giờ mình tiếp tục tô quần đấy các bạn. Quần màu vàng này, quần màu vàng đây nha mọi người. Bây giờ mụ tai màu tím nha. Áo màu tím nhạt nha mọi người. Phần tượng của mình đây nha mọi người. Mọi người phần mặt đây, phần mặt đây nha mọi người. Các bạn bây giờ mình sẽ tô nha.
một con đây này. Bây giờ mình sẽ tô phần miệng nha mọi người, mình tô phần miệng nha, mình tô phần miệng nha mọi người. Mọi người ơi, phần mũi màu đỏ này, mọi người ơi. Các bạn ơi, tưởng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là tượng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là tượng của mình nha. Tượng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh. Mọi người, phần tượng của mình đây, tượng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé.